Xin chào tất cả các anh chị, các bạn. Sau đây em lại dẫn mọi người đi câu câu lưỡi lục. Sáng nay có chút thời gian rảnh rỗi vì công việc không có quá nhiều nên là em có chút thời gian đi câu. Tiện thể cầm cái máy quay đi quay cho anh chị và các bạn cùng xem và cùng cảm nhận. Rất nhiều cá, cái hồ rất nhiều cá. Em sẽ quay cho các anh chị và các bạn nhìn. Rồi, nhìn chưa? Đây hoàn toàn không phải là hồ cá thể của tự nhiên luôn. Cá rất nhiều. Nhìn chưa, cá này rất nhiều. Em soi đây, các bạn nhìn thấy thì một đàn cá luôn này. Trời nó hơi quáng nhưng mà đây chưa? Mấy con luôn, toàn cá là cá. Ngoài thế kia đây kìa. Em phải giật con này luôn.
chị nhìn chưa, cá rất tươi luôn. Em vừa đã chinh phục được một chú cá chép. Nói chung là trình độ của em nó giật cá nó không được chuẩn, nhưng cơ bản là đi cho nó vui và biết được cảm giác nó giật cá như thế nào. Đây chắc là một đàn cá đang đẻ.
Vâng, em đã chinh phục được em cá thứ hai. Các anh chị các bạn nhìn thấy rõ không? Em thì tại vì đi có một mình nên là nhiều khi cũng không thể quay được hết được cái lúc em giật cá. Cơ bản là một tay em cầm cái cần với cả một tay cầm máy thì không thể nào mà có thể quay được full tất cả hình ảnh từ lúc giật đến lúc kéo lên. Cơ bản em sẽ quay những cái đoạn nào mà cảm thấy nó đẹp nhất và là hồi hộp nhất. Đây, con này con thứ hai. Em sẽ để tạm đây. Tiếp tục em sẽ đi chinh phục một mục tiêu khác.